Xin phát đồ nào đánh PRRS heo con sau cai sữa ạ. PRS đánh heo con sau cai sữa câu hỏi này khá hay này. Ok nhá, tôi sẽ chiếu, tôi sẽ chiếu cái tôi sẽ giải thích cái này ở trên bảng nhá. Trên bảng để cho giúp cho anh em có thể nhìn được uh, kiến thức nó rõ hơn nhá. Ok để tôi chuyển camera đã tôi xem chuyển camera như nào ta. Rồi ok không sao đây rồi. Mình sẽ chuyển cái camera này. Rồi nha, thì bây giờ phát đồ để điều trị bệnh PRS nhé, phát đồ điều trị bình PRS trên heo con. Thì khi mà heo con đấy nó bị uh, bị bội nhiễm nhé, khi mà heo con nó bị bệnh uh, PRS ấy thì các bạn uh, hình dung đây này. Ok, tôi viết ở trên giấy này cho các bạn nhìn nhá. Yeah. Khi mà con heo con nhà chúng ta ấy, nó bị bệnh PRRS ấy rồi, rồi PRRS nó gọi tắt là phức hợp hô hấp nha. Đây, PR này, RS được kìa. Cái bệnh này nó gọi là rối loạn sinh sản và hô hấp hoặc là tôi gọi là phức hợp hô hấp được không ạ? Nó gọi là phức hợp hô hấp, phức hợp hô hấp. Thế thì khi mà nó bị cái hiện tượng PRRS này ấy, thì các bạn biết rằng là một cái kiến thức cực kỳ tuyệt vời ở trên thế giới người ta chứng nhận ấy khi mà nó bị PRRS thì chết do PP PRRS nhá. Chết này. Chết do PRRS đúng không? Chết do PRRS là nó chỉ có khoảng tầm 39% thôi. Được không? Chết do PRRS nó chỉ có 39% thôi, nhưng mà nó chết do kế phát của PRRS nhá. Chết do kế phát này, PRRS chỉ có bằng này nhưng là kế phát này, đó Kế phát PRRS thì nó khoảng tầm 61% đúng không ạ? Thế thì khi đấy chúng ta sẽ nắm được một cái điều quan trọng này. Trong cái trường hợp ấy mà nó bị PRRS ấy, thì nó là bị virus thì tất cả những kháng sinh để mà có thể điều trị được bệnh virus là không có. Nên là đa số là chúng ta sẽ dùng phương pháp là hạ sốt và tăng cường sức đề kháng để giúp cho con vật của chúng ta nó vượt qua cái giai đoạn sốt cao thì thường một tuần nó sẽ trở lại bình thường. Vậy thì PRS nó chỉ có làm thiệt hại 39% thôi nhưng quan trọng nhất là kế phát tai xanh nó sẽ bị 61%. Thế nó kế phát sang những bệnh gì? Nó có thể kế phát sang bệnh như uh, sang những cái bệnh sau này. Nó có thể phải kế phát những cái bệnh sau. Hai cái bệnh vô cùng quan trọng ở trên lợn này. Nếu mà đã bị tay xanh thì nó sẽ dính như là sơ cô được không ạ? Sơ virus này. Uh, nó có thể dính myco. Myco là bệnh xuyên heo đấy. Nó có thể dính glasser 11,5 trở lại đây ấy thì nó bị cái bệnh Glasser đúng không ạ? Glasser. 1,5 trở đây nó bị Glasser. Có thể nó bị ABP. Đúng không ạ? ABP có thể nó bị Salmonella. Có thể nó bị ecoli Có thể nó bị uh, ABP Có thể nó bị tụ huyết trùng. Đúng không ạ? Có thể nó bị rất nhiều cái bệnh khác ở bên này. Vậy thì khi mà mình điều trị bệnh tay xanh ấy thì mục tiêu của mình là mình phải điều trị kế phát của bệnh tay xanh đúng không? Virus này thì không điều trị được nhưng mà kế phát tay xanh nó gây tỷ lệ chết khoảng 61% thì mình phải điều trị được nó. Thì cái phát đồ điều trị các bạn nó có thể điều trị như sau này. Cái phát đồ điều trị chúng ta có thể điều trị như sau. Đầu tiên là vẫn theo cơ chế nhá. Vẫn theo cơ chế của chúng ta là sưng nóng đỏ đau đâu, cơ chế của chúng ta là sưng này. Nóng này. Đỏ đúng không? và đau thì đây là một trong những cái cơ chế sưng nóng đỏ đau trong cái quá trình mà con vật nuôi nó nhiễm bệnh hoặc là nó bị nhiễm virus vậy thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đồ đầu tiên là chúng ta sẽ dùng là hạ sốt cộng thuốc bổ đúng không hạ sốt cộng với bổ hạ sốt mục tiêu là để con nợ nó hết sốt nó sẽ ăn trở lại còn thuốc bổ để bồi bổ cơ thể cho nó khỏe mạnh nên thì nó mới điều nó mới chống chọi được với các bệnh cái thứ hai ấy, là chúng ta sẽ dùng kháng sinh để chống kế phát đúng không chúng ta sẽ dùng kháng sinh để chống kế phát này kháng sinh để chống kế phát đúng không ạ kháng sinh để chống kế phát thì bây giờ tôi khuyến cáo anh em này thứ nhất ấy, cái kháng sinh hiện tại bây giờ mà nó hiệu quả nhất ở trên thị trường hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang sử dụng ấy tên của nó ấy là xếp mắc không kháng sinh kế chống kế phát tên của nó là xếp thì cái xếp mắc này ấy, thành phần của nó là xếp kết hợp với gentamicin kết hợp với acid clavulic kết hợp với rất nhiều cái bí quyết của tôi ở trong cái sản phẩm này có nhiều người nói rằng là xếp nó là giống như là nó là tiên dược nên nó có thể chữa bách bệnh đúng vậy các bạn ạ tại vì khi tôi kết hợp giữa nhóm beta lactam và nhóm amino glycosid tức là septifugenta kết hợp với acid clavulic để chống nhờn thuốc thì cái hiệu quả điều trị của cái xếp mắc này nó vô cùng mạnh chỉ có duy nhất nó không điều trị được bệnh mycoplasma thôi nó không điều trị được bệnh mycoplasma nhé nó chỉ điều trị được những bệnh liên quan đến gram âm gram dương trừ mycoplasma ra còn thuốc bổ cộng hạ sốt các bạn có thể sử dụng gì? Hiện tại bây giờ ở bên công ty thuốc Big Boss nó có cái Dipiron 50% đây này. này. Dipiron 50% này được chưa? Đây là một trong những dòng thuốc hạ sốt, tiêu viêm gọi là siêu phẩm được chưa? Vậy thì khi chúng ta gặp phải ca bệnh tay xanh hoặc bệnh liên quan đến virus ấy thì cái sự kết hợp hoàn hảo giữa thuốc kháng viêm và kháng sinh kháng viêm nó sẽ tạo lên một cặp bài hoàn chỉnh. Và cái Dipiron này nó hoàn toàn nó có thể pha được với là cái K san Oan nhá nó hoàn toàn nó có thể pha được cái cái sau đó pha được mới cả sẽ mắc thì các bạn có thể mua ba cái thuốc này các bạn về các bạn pha chung với nhau các bạn tiêm một mũi duy nhất thôi nó sẽ giải quyết được cái việc mà kế phát của bệnh tay xanh ở trên heo được chưa còn lại sau khi các bạn tiêm xong ấy thì các bạn sẽ phải sử dụng thuốc trộn đúng không các bạn sẽ phải sử dụng thuốc trộn để chống kế phát tại vì mình tiêm mình chỉ tiêm được một hai mũi để giúp cho con heo nó ăn trở lại thôi tuy nhiên ấy, nếu mà mình muốn điều trị dứt điểm thì bắt buộc mình phải cho cái kháng sinh vào trong cơ thể của vật nuôi. Cho kháng sinh vào trong cơ thể vật nuôi nó duy trì khoảng 3 đến 5 ngày thì cái hiệu quả điều trị của bệnh tai xanh nó sẽ hiệu quả nhất. Thì một trong những cái thuốc trộn các bạn có thể dùng này. Thứ nhất này các bạn uh, biết rằng là nếu mà chúng ta đã trộn thuốc để phòng ấy thì chúng ta phải kết hợp giữa một loại uh, thuốc trị gram dương đúng không? một loại thuốc trị gram âm hoặc là mình sẽ trộn một loại thuốc phòng hô hấp, một loại thuốc phòng tiêu hóa. Thì đây hai cái cộng gộp này nó sẽ trở thành cái công thức để giúp cho các bạn có thể phòng bệnh thì tôi khuyến cáo các bạn sau khi các bạn tiêm xong cái bộ thuốc này các bạn có thể mua thuốc trộn tên của nó là tin tin misin nhá ti 10 đây là một trong những dòng kháng sinh đại thực bào mà bên công ty thuốc thì Big Bot đang sở hữu cái thứ hai các bạn có thể mua cái sản phẩm tvc rồi nhá để nó chống những cái mầm bệnh liên quan đến hô hấp và những cái loại gram dương còn gram âm ấy các bạn có thể mua cái Aparacin này Aparacin ông à, ap 200 mình sẽ mua cái Aparacin 200 hoặc là mình mua cái Apflu 200 ấy. hai cái loại này nó khá tương đồng nhau Tuy nhiên tôi thích cái Apflu này tại vì cái hàm lượng của nó là 20 phần trăm còn cái Apflu kia hàm lượng của nó có mấy phần trăm rồi Ok nhá tiếp tục này nếu mà các bạn không thích sử dụng kháng sinh ấy, thì các bạn có thể sử dụng một cái thuốc kháng virus mà đang công ty thuốc thiếu BigBot đang bán ấy tên của cái thuốc kháng virus đấy tên của nó là la lô bạc butasan nhá la lô bạc Đó, la lô bạc butasan thì có rất nhiều công ty ấy họ cũng học lại công ty big boss họ bán cái la lô bạc mục tiêu là họ để họ chống virus nhưng không phải các bạn nhớ này công thức của nó là hạ sốt đúng không bổ hạ sốt cộng mới là diệt khuẩn vậy thì trong cái chai nano bạc butasan này thì cái butasan này trong đấy tôi cho là buta phốt phan cộng mới là hạ sốt còn cái la lô bạc này nó đóng vai trò là là gần như nó quét sạch mầm bệnh trên cơ thể vậy thì có rất nhiều công ty họ chỉ sản xuất ra la lô bạc thì họ không thể làm thế nào để họ chống được à, mở được à, cái bội nhiễm ở trên con con vật được đúng không? Nhưng khi kết hợp giữa la lô bạc và Butasan nó sẽ tạo thành một bộ bài để giúp cho các bạn kiểm soát thành công các ca bệnh. Nên là tại sao các bạn có rất nhiều người hỏi tôi bảo anh Huy ơi, tại sao nó lại là la lô bạc Butasan nó lại một cặp chứ không phải là một chai đúng không? Tại sao nó lại là một cặp nó lại không phải một chai tại vì nguyên tắc của nó ấy là để mà đúng được mầm bệnh trên đàn vật nuôi thì nó phải giữ hai cái nguyên tắc vô cùng tuyệt vời đấy. Ok, cảm ơn anh Hưng Nguyễn anh đã nhận được cái kiến thức mà Xuân Trịnh chia sẻ cho anh rồi nhá. Thì anh về anh áp dụng một cách thành công, nếu mà anh đang xem ở trên kênh YouTube ấy thì anh có thể giúp cho Xuân Trịnh chia sẻ cái anh sẽ giúp cho Xuân Trịnh chia sẻ cái kiến thức này ra nhá, chia sẻ cái kiến thức, cái trải nghiệm này ra để cho mọi người có thể nhận được cái kiến thức và ngày mai Xuân Trịnh sẽ tối ưu hóa sẽ tối ưu hóa cái công thức này nhá. Ngày mai tôi sẽ tối ưu hóa cái công thức này để giúp cho các bạn uh, có thể uh, xem được lại cái kiến thức này ở trên uh, trên các nền tảng video nhé.